Cái gì? Tôm, tôm. Tôm hả? Cơm tôm hình như hôm bữa hả? Đâu đâu? Chết mẹ. Làm sao nhân lên được chứ? Từ 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 từ. Nhân nha. Rồi rồi đưa lên từ từ. Từ từ ông có đưa lên tá không? 2 3 này. Chấp chấp chấp. Rồi. Quá ông Bình chuyên giao câu tôm rồi. Đó là cái nào hả? Đúng rồi, hai con. Nọ con này không ơi. Từ từ coi ơi. Yeah. Từ từ. Con tôm này bự vậy. Sao nó chìm nhanh thế trời? Đù vừa mới bỏ xuống cái nó chìm luôn này. Giờ nó cắt này sao lấy đây? Từ từ, tôm cắn mà sợ vậy, đưa coi thử nó ăn cái gì đi, con tôm này nè. Dạ, yeah, cái càng gớm vậy. Nó quắp. Dạ. Yeah. Đừng. Bè 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 đi. Bè bẻ dây cởi nó chứ, đồ quỷ bà. Bẻ cái càng chứ không không bẻ cái càng nữa, nó cắt cho chết bây giờ đó. Ê, nó thả ra cái. Từ 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 từ. À, nó cắn gớm rồi. Con này nó. Này bố này luôn á, đừng. Con này nó không biết cắn nữa chứ. Đây đây cái này. Kêu thả ra nè, còn lấy cái tay kia nó cắn. Bẻ gục cái càng cho nó khỏi mất cái gân nữa đi thì nó mới thua. Thì cởi từ từ chứ. Để quay video thử nó nha. Được. Giống như con tôm rồi luôn. Ồ con này nhỏ hơn, con bự bự cho bá à. Con này nhỏ hơn tí. Đù mỗi cái càng nó giang hết ra nó. Ông dở lên cao cao để ù nó cắm nó ấy vô được cứng gồm hả? Cứng ngắc luôn ha. Nó cắm vào cái lưới tao. Hay à. Tôm gì mà tôm gớm trời. Giờ yeah, cái càng hả? Cái càng đó. Giờ yeah, có rong luôn à, rong hả? Mình nhân tiền để bẻ cho cái khúc biển chi để cho nó vào chứ tạo nó. Nhưng mà ấy. Cho ngoài cái không cho được đâu. Bẻ hả? Bị gãy cái càng đó hả? Bẻ cái khúc cho đúng cái khớp của nó thôi à. Bây giờ ông cầm hai càng ông cầm lên đây. Không, cầm cái này đi. Đã, ông cầm hai càng luôn đừng có bẻ. Để chụp hình nghe rồi bẻ sao cầm hai càng ấy nó bẻ cho nó ấy thôi. Khỏi bẻ ông cầm hai càng sao nó cắn không được. Bẻ cho nó mất gân nó đi thôi mà. Nó gãy đâu. Thì ông cầm hai càng đi. Nè hai càng nè. Đây, 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 đây. Cầm hai càng đi. Rồi cái càng này nữa nè nhớ. Nhanh 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 nhanh. Sợ. Nó cắn quá là đồ hóa xong. Hai cái càng mà sợ giờ hai cái càng dài mà. Không. Cái càng nó yếu rồi đó. Đủ rồi. Vậy ta tóm lại cái càng kia đã. Ủa vậy là ông bị cái càng đó rồi hả? Bẻ rồi chứ. Đâu? Không bẻ đi làm sao nó cắp chết đấy. Đã nè. Ra ông gỡ lử ra, đỡ yên đi. Đỡ yên đi. Rớt ra làm chi, đỡ yên cho nó đi. Ủa nó vẫn cắp được không trời? Ý ông cầm hai cái càng lên đi. Cầm hai càng ấy, sao nó cắn không được? Nó vẫn con này, cái càng này vẫn khỏe này. Thấy không? Ồ, ông cầm hai cái càng ấy, hai cánh tay ở đây. Ồ, móc nó vào đúng cái dâu dâu. Đà 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 móc vô cái gì? Móc vào mỗi cái này à? Ờ, móc vô đó thì vô được cái đó thằng thôi. Con nọ nó móc vào trong mồm mình luôn. Hên xui. Ồ. Là đâu cầm hai cái càng lên cả. Cầm hai càng nào đỡ con tôm đó, đỡ con tôm đó nhìn thấy nó bự. Rồi đưa lên đây nè. Rồi coi nó hết cắn rồi sao cắn rồi trong... quay qua thưa ơi đó quay nhẹ đưa lên rồi để chụp ông tấm hình nha.